Truyền thông Thành Võ xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay thứ ba, ngày 30 tháng 1 năm 2024. Điểm tin hôm nay tại phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Hôm nay tại nơi phục dựng phòng khám đã xây thêm hai nơi thờ tự được làm bằng bê tông cốt thép vững chắc, đặt lưỡng diện nơi thờ Chúa Giêsu và Cha Pêrô Nguyễn Văn Tường. Một bên là tượng Đức Mẹ Maria, một bên là tượng Thánh Giuse, được trang trí lộng lẫy rất đẹp. Phía trên là những dòng chữ thật to, là những lời căn dặn của Cha Pêrô Nguyễn Văn Tường đối với bản thân: ăn cây cỏ mang hạt giống, buông bỏ. Đối với Thiên Chúa, chúng con là đầy tớ vô dụng của Người. Đối với tha nhân, yêu thương cho không, bảo vệ sự sống. Ở phía trên cao nhất là dòng chữ to đùng trích lời Thiên Chúa phán: đây, ta ban cho các ngươi mọi thứ cây cỏ mang hạt giống trên khắp mặt đất và mọi thứ cây cỏ trái mang hạt giống để lương thực cho các ngươi. Theo các thầy cho biết, phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy được phục dựng lại, đồng thời bố trí các phòng như sau: 4 phòng kiên cố bố trí, 1 phòng giám đốc và tiếp khách, 1 phòng thầy tiến, 1 phòng thầy quý để thực hiện nhiệm vụ diện chẩn, 1 phòng là ban truyền thông do anh Phạm Xuân Dũng làm trưởng ban. Các thầy cũng tận dụng thêm 1 phòng làm nơi châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt. Ở hai bên, một bên phía tay trái từ ngoài nhìn vào vẫn như cũ là phòng của cô Nguyễn Thị Hạnh, cấp gạo, thảo mộc, nước. Kế bên là phòng thầy Nguyễn Tấn Thanh, tư vấn và tiếp nhận hồ sơ bệnh nhân mới. Phía tay phải từ ngoài nhìn vào có 3 phòng: một phòng đắp thuốc nam, một phòng nghỉ ngơi cho bệnh nhân trường hợp đặc biệt, một phòng tạm thời là lò sấy thuốc thảo mộc. Nơi trung tâm là nơi thờ Chúa, thờ Cha, tạo điều kiện cho mọi người đến cầu nguyện để được ban hồng ân. Phía sau là hệ thống toilet có 7 phòng được xây dựng và lát gạch rất sạch sẽ. Kính thưa quý ông bà, cô dì, quý anh chị và các bạn, vào thời điểm cận Tết như hiện nay, phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh cũng được nhiều bệnh nhân tìm đến để đăng ký xin hỗ trợ điều trị ung thư. Do đó, thầy Nguyễn Tấn Thanh tuy rất bận rộn nhiều việc tại phòng khám nhưng cũng bỏ nhiều thời gian để tư vấn cho các bệnh nhân cùng người nhà, tạo điều kiện cho bệnh nhân hiểu rõ hơn về trường hợp bệnh án để có chế độ ăn uống, chấp hành phác đồ điều trị cho hiệu quả hơn. Và khi mà con có người nhà bị bệnh ung thư á, thì con sợ cái những cái cách điều trị á, thì con có nghe qua một cái video clip của Cha Tường, rồi cũng có một cái người bạn giới thiệu nữa, rồi con tìm hiểu kỹ hơn xong rồi con mới xuống đây. Xin chị cho biết thêm là người nhà của chị hiện tại là bị bệnh gì và cái cách điều trị của Tây y nó chẩn đoán ra sao? Người nhà của con đang bị khối u ngay thực quản, thì đi khám bệnh viện nào? đi khám ở bên ung bướu, thì họ nói là hóa trị xạ trị. Có thực hiện ông, nhưng mà vì con tìm hiểu là con biết được cái việc khi mà mình hóa trị xạ trị là sẽ đưa cái chất độc vào người á, nên con có tìm hiểu rất là nhiều phương pháp, trong đó có ăn thực dưỡng, rồi ăn cháo nano, rồi uống nước kiềm, rồi uống các loại thảo dược của Việt Nam. Rồi Rồi cái chị nói chung là đến thời điểm những cái bệnh nó diễn biến đang diễn biến như thế nào? dạ thì từ từ lúc ba con khi phát hiện thì ba con không ăn được, không uống được,
sau một khoảng thời gian đó, bà con nhịn ăn khoảng 20 ngày chỉ uống nước kiềm, rồi ăn các loại uống nước ép và ăn cái cháo nano đó, thì giờ bà con cũng ăn lại được, nhưng mà lâu lâu vẫn bị nghẹn. Đối với bệnh nhân á, thì bệnh nhân có biết là cái phác đồ của cha như thế này không? Dạ, bà con có coi video trên mạng rồi. Đã tìm hiểu kỹ rồi phải không? Thì những ngày sắp tới đây thì cái sự chuẩn bị của gia đình như thế nào sau khi qua Tết để vào đây điều trị? Từ trước giờ ba con kiểu chỉ thích quanh quẩn ở nhà với trong vườn thôi. Thì con xuống đây tìm hiểu trước rồi con về con thuyết phục ba con là đi xuống đây để theo cái phác đồ của thầy. Theo nãy giờ được thầy Thanh tư vấn á, thì bản thân chị cảm nhận như thế nào về cái cách trị cũng như những cái mà tới đây mình phải thực hiện, những cái phác đồ? Con cũng có tìm hiểu qua những cái phương pháp như thế này mấy tháng nay thì con thấy hay, với lại mấy thầy Thanh cũng giải thích rõ ràng cặn kẽ về cái phác đồ điều trị nên con thấy an tâm hơn. Giờ là quyết định xuống đây. Dạ con thì quyết định vậy rồi, nhưng mà con phải về thuyết phục ba con, thuyết phục người nhà con. Dạ. Rồi ok, rồi cảm ơn nhiều. Đầu năm mới có chúc gì ở đây không? Dạ chúc cho trung tâm của mình các thầy khỏe mạnh, bình an và các bệnh nhân ở đây mọi người nhanh khỏe để về với gia đình. Rồi xin cảm ơn chị nhiều. Rồi, em cho biết họ tên với quê quán ở đâu, với Bình Dương. Em tên Phạm Thị Thiện Trang, quê quán của em là ở Bình Dương. Mẹ em bị u ác cổ tử cung di căn qua hạch chậu. Thì em cho biết là bệnh của mẹ em là ở bên Tây Y. Người ta nói chung là người ta chẩn đoán sao, với kết quả sao, người ta trị như thế nào? Dạ, mẹ em thì bị năm 2017 thì đã xạ trị 21 tia 3 kim. Rồi tới năm 2022 thì là di căn, cũng là di căn tái phát hạch chậu. Thì lúc đó là quá trị lần đầu 6 toa. Xong rồi đến tháng 12/2023 thì mẹ em tái khám thì lại tiếp tục di căn. Giờ sức khỏe mẹ yếu nên mẹ không có muốn quá trị, không còn thấy đủ sức để quá trị nữa. Sao em biết ở đây mà em tới đây á? Dạ thì cũng có người quen, thì chị em làm ở bệnh viện thì cũng có một số người quen làm chung, tức là chị ở bên đạo vậy, chị có biết cha Tường ở Trà Vinh có trị bệnh cho các bệnh nhân ung thư, thì đó là cái lần đầu tiên mà biết. Mà tới gần đây tới tháng 1 thì có gặp một cái người đã từng khám ở phòng khám Cha Tường trước đây, thì cũng chỉ về phòng khám thì mới biết cái địa chỉ ở phòng khám và tìm đến để chữa trị, để nhờ cha với thầy chữa trị. Cái mong muốn của em là khi vào đây nghe các thầy tư vấn về các phác đồ thì em cảm thấy như thế nào? Dạ thì cái mong muốn là theo cái phương pháp của các thầy thì cũng mong muốn mẹ em được giảm bớt cái đau nhất, tại vì hiện tại những cái hạch nó làm cho mẹ đau nhất, với lại khó ngủ, cơ thể cũng bị suy kiệt. Thì cũng hy vọng là với cái phương pháp ở phòng khám thì cái tình trạng của mẹ em sẽ giảm bớt đi, giảm bớt những cái đau nhất và mệt mỏi. Rồi xin cảm ơn. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn, thay mặt các thầy truyền thông Thành Võ xin tri ân các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước, các cơ quan ban ngành cùng chính quyền địa phương trong thời gian qua đã hỗ trợ tích cực cho phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy vượt qua những khó khăn thách thức. Các thầy xin ghi nhận những tấm lòng vàng đã đóng góp phục dựng lại phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy. Để đáp lại tấm chân tình đó, thay mặt các thầy truyền thông Thành Võ rất biết ơn. Để công trình phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy thêm khang trang và bền lâu, truyền thông Thành Võ kêu gọi nhà hảo tâm mạnh thường quân trong và ngoài nước tiếp tục hỗ trợ giúp đỡ cho phòng khám, để chăm lo cho bệnh nhân trên tinh thần yêu thương cho không mà cha Pedro Nguyễn Văn Tường đã dạy, cũng như bảo vệ và phát huy hiệu quả công trình nghiên cứu của cha
ngày càng có ý nghĩa đối với bệnh nhân ung thư. Năm cũ cũng dần bước qua, năm mới cũng sắp bắt đầu. Truyền thông Thành Võ thay mặt các thầy kính chúc các nhà hảo tâm, mạnh thường quân trong và ngoài nước, các cơ quan ban ngành cùng chính quyền địa phương đã đón năm mới Giáp Thìn năm 2024 trong không khí vui tươi đồng ấm, ngập tràn niềm vui, cuộc sống mới thành đạt hơn. Chúc người bệnh và người nuôi hoàn thành phác đồ hỗ trợ điều trị ung thư của cha Pedro Nguyễn Văn Tường thật sự hết bệnh để về với gia đình, người thân. Đến đây, truyền thông Thành Võ xin kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại. Trân trọng kính chào. Truyền thông Thành Võ xin kính chào quý ông bà, cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay truyền thông Thành Võ xin hướng dẫn đường đi đến phòng khám cha Tường yêu thương cho không tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Nơi Thành Võ đang đứng là đường Nguyễn Thiện Thành, cách nội ô thành phố Trà Vinh và trường đại học Trà Vinh 1 km. Thành Võ chuẩn bị di chuyển vào quốc lộ 53 hướng đi cầu ngang Duyên Hải, sau đó rẽ phải vào quốc lộ 53. Phòng khám cha Tường yêu thương cho không làm việc từ thứ hai đến sáng thứ bảy hàng tuần, chiều thứ bảy và chủ nhật được nghỉ. Đi thẳng khoảng 15 km nữa sẽ gặp nhà thờ Phước Hảo. Sau đó chúng ta sẽ đến cổng chào của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 5 km nữa, chúng ta sẽ gặp nhà thờ Vinh Kim. Đi tiếp khoảng 1 km, chúng ta sẽ gặp biển báo phía tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn. Sau đó, theo hướng chỉ dẫn vào nhà thờ Dòng Lớn là rẽ trái và đi tiếp nhìn thấy nhà thờ Dòng Lớn. Nhưng chưa đến nhà thờ Dòng Lớn thì chúng ta thấy biển báo phòng khám yêu thương và rẽ phải theo hướng chỉ dẫn đến phòng khám và sẽ tới nơi. Thân ái kính chào.